Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Hôm nay bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn cách nấu mắm kho ngon đơn giản tại nhà. Đây là một món đặc sản ngon nổi tiếng của người miền Tây. Cái hương vị của nó rất là đặc biệt và không thể lẫn với bất kỳ một món nào khác đâu nha các bạn. Rất là ngon luôn. Và nếu các bạn cũng yêu thích và đang tìm hiểu một món ngon để đổi khẩu vị cho cả gia đình mình thì hãy cùng mình vào bếp và thực hiện món mắm kho ngày hôm nay nhé. Và đây là toàn bộ nguyên liệu mình đã chuẩn bị để nấu món mắm kho ngày hôm nay. Khi nhắc đến mắm thì phần nguyên liệu chính chắc chắn không thể nào thiếu mắm cá rồi đúng không cả nhà. Mắm cá thì có rất là nhiều loại, các bạn sử dụng loại nào cũng được ha. Hôm nay thì mình sử dụng loại mắm cá sặc. Ngoài ra thì mình cũng đã chuẩn bị cá hú, tôm, thịt ba chỉ, cà tím, khổ qua, đậu bắp, sả, hành tím, tỏi và ớt. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi, mình cho cái phần mắm cá vào, mình đun tầm khoảng 15 đến 20 phút để lát nữa mình chắt lấy cái phần nước để nấu mắm kho nha các bạn. Lúc mới đầu nấu thì cái mùi mắm cá nó hơi hôi, hơi khó chịu một tí xíu. Tuy nhiên mình nấu tầm khoảng 15 phút thôi thì cái mùi của nó sẽ bớt đi ha và không còn hôi nữa. Trong cái thời gian đợi nấu mắm thì mình sẽ đi chuẩn bị những nguyên liệu còn lại. Mình sẽ chuẩn bị một chậu nước, mình cho vào đây một thìa muối hạt, sau đó mình quậy đều lên. Tiếp tục thì mình sẽ cắt các cái loại quả như là cà tím, khổ qua và đậu bắp, mình ngâm trực tiếp trong cái chậu nước muối pha loãng này. Cà tím thì mình sẽ cắt khúc ngắn, sau đó mình chẻ thành những cái miếng vừa ăn. Còn về đậu bắp thì mình sẽ bỏ cuống, sau đó mình cắt làm đôi. Khổ qua thì mình sẽ bỏ cái ruột bên trong, sau đó mình cũng sẽ cắt thành những cái lát xéo như thế này. Mình ngâm các loại quả này trong nước muối pha loãng tầm khoảng 10 phút, sau đó mình đem đi rửa sạch nha các bạn. Còn về phần hành tím, tỏi, sả và ớt thì mình sẽ cắt nhỏ, sau đó mình cho vào máy xay và mình xay nhỏ. Nếu mà nhà các bạn ăn cay được thì ở cái bước này mình thêm một vài quả ớt hiểm vào nữa ha. Sau khi sơ chế xong các nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nấu. Mình cho một ít dầu vào chảo, sau đó mình cho hết cái phần hành tím, tỏi và sả vào, mình xào trước. Tiếp đến thì mình sẽ cho cá hú và thịt ba chỉ vào, mình chiên sơ. Ở trong mắm thì cái gia vị của nó đã mặn sẵn rồi nha các bạn, nên là cái phần cá hú cũng như thịt ba chỉ mình không có cần ướp ha, mình đem đi chế biến trực tiếp luôn. Sau khi cá hú và thịt ba chỉ đã được chiên kỹ rồi thì tiếp tục mình sẽ cho cái phần nước mắm cá lúc đầu mình nấu vào. Khi đổ thì mình sẽ đổ qua một cái rây như thế này nha các bạn, để tránh cái phần xương cá nó bị lẫn vào trong cái chảo mắm kho của mình ha. Lúc này thì mình cũng sẽ nêm nếm gia vị vào luôn. Trong mắm thì có sẵn cái vị mặn rồi, nên là bây giờ mình chỉ cần nêm thêm bột ngọt và đường nữa thôi. Ở đây mình sử dụng nửa muỗng bột ngọt và 2 muỗng đường. Trong cái lúc sôi nếu mà có bọt thì mình hớt bọt ra để cho cái phần nước của mình được trong nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần khổ qua, cà tím và đậu bắp vào. Mắm kho thì chắc chắn không thể nào thiếu khổ qua và cà tím được đâu nha các bạn. Đây là một trong hai cái hương vị rất là đặc trưng của món mắm kho ha. Lúc này cái nồi mắm kho của mình cực kỳ thơm luôn nè các bạn. Rất là nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cuối cùng thì mình sẽ cho tôm vào. Lúc này nếu mà có mực thì các bạn cũng có thể cho thêm một ít mực nữa ha. Mình đun thêm tầm khoảng 5 phút nữa thôi để cho tôm của mình chín hoàn toàn là mình tắt bếp được rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món mắm kho ngày hôm nay, cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn. Với cái món mắm kho này các bạn ăn với bún hoặc là với cơm trắng cũng đều rất là tuyệt vời. Hương vị của món mắm kho thì rất là đặc biệt, không thể lẫn với bất kỳ món nào khác. Mình ăn một lần thì mình nhớ mãi cái hương vị này và càng ăn càng thấy ngon. Các bạn hãy tham khảo món mắm kho này và nấu để gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Chúc các bạn có những bữa cơm thật là ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.